Lấy vợt, lấy vợt, lấy vợt. Nào xuống đi lên, ôi nhiều lắm này, ôi. Nhấc lên. Đi bên kia đang chỗ anh à. Bê đá vào đi. Nhấc vào đầu này lên. Bê đá vào đi vào. Đừng đây ông này kích cái chảy xuống nhỉ. Mấy anh em đang con đấy, đây chẳng là cá đây là cái gì? Bắt luôn. Không, đừng bắt kệ nó, tí nữa bắt. Ông ấy đánh kích đơ thôi. Đấy, đây, con nữa. Xuống đi lên. Xuống cả bên này nữa. Cái đường phải lấy coi trống vào đây. Ngược. Lấy coi trống vào đây. Ngược, không ngược được đâu mà. Gặp kích chạy xuống. Đấy, xuống đấy. Đấy, hai con. Anh em mình đang bắt cá mùa lũ nhưng mà mới lũ đầu mùa nên là trượt. Ơi, đấy. Đấy chẳng đấy kìa nhiều đấy. Đạt ơi. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh các ông đánh kích nó trôi hết xuống đây nhỉ. Anh em mình đang ăn hôi đội đánh kích. Đang ăn hôi đội đánh kích. Đó, tí nữa làm vài tải mà. Đó, nhắc cao bên này lên thôi. Bắt đi đâu nhỉ? Ui, bác kia còn chặn được kia thì mình kiếm gì được. Không, nó chạy mà. Ôi, bác ơi, nó to đằng giữa này này. Vẫn được, vẫn được mà. Mình nhỉ mót đi. Đạt làm gì đấy ơi. Sao nó nhảy hết xuống rồi. Xuống đây mà bắt đây Đạt ơi. Anh đã rạch rồi đây. Rạch đầy chân rồi này. Cái quần nó ơi, lâu giá thoát đấy nhỉ. Phải anh ơi, nhấc cao lên. Đấy, à. Ôi à, nhảy rồi. Từ. Đấy. Của bác ấy hở, mình mót lại được. Đấy, ăn tốt đấy. Ui đây kia, cho nó hoảng anh kìa. Ba là quả này. Có gì lao chân to lắm. Quả mẻ này là được nhiều này nha mọi người nhá. Mẻ này phải được mấy cân? À, phải được không? Chưa. Đấy, đấy, đấy. Ui, cho đi, cho đi. Ui, đi, cho đi, dí, cho đi, ấy. Rồi, ui. Từ ra, rồi, Rồi, ok đấy. Rồi, nhấc. Ai, chú Lâm à? Thằng Lâm, để sát bờ vào. Ai, anh đừng dí nữa. Ui. Dí đi, cứ dí đi. Dí đi, không dí đâu. Rồi, ok, lên đây. Rồi, lên. Ui, rồi, mẹ này. Đấy. Đào hồ không? Ui, đấy, một đống nha mọi người nhá. Đấy, toàn cá rúi, đây, cá rúi đất nó chửa nó lên nó kia. Nó lên tìm bãi để. Chưa mưa lắm đâu, nếu mà mưa lắm nó ngập hết khu này là anh em mình bắt tay cũng được nhiều nhá. Đây. Đấy, tao bảo đem cái này đi có phải hợp lý không? Xoay cái chiều ngang nó ra ấy. Đạp kín rồi. Đừng muốn lọt. Đấy, con này bên kia nhấc lên. Phải nhấc cao. Ấy. Nhấc cao bên kia không anh? Ra đấy. Đang hàng mép này này, ui. Thằng Dũng. Thủ lên đá nó đi. Được rồi, thế là được rồi. Anh đừng đánh em phải dùng chiều ngang rồi. Thế. Ra đây, đạp nhá. Mày lên nhặt cá nhá. Bỏ cá rồi đấy, chúng tôi cá căng đi. Bỏ cá đấy, xuống đây căng. Đặt xuống căng cho nó đã. Đặt xuống căng rồi đúng. Đúng rồi đó. Này nhá. Cái kia nó mới cái cùng cái kia nó ra bố ra này. Không ra được. Nó lao chân rồi bảo nhá. Đội đi mót. Hôm nay rất nhiều người đi từ sáng rồi, bây giờ anh em mình mới ra đến đây. Mót. Kiểu gì chả được yến. Không, nửa tấn nhỉ. Ông Bảy được nhiều chưa? Được nhiều chưa? 5 lạng. Ôi giời, không ăn thua. Bọn cháu đã được 5 lạng rồi. Ăn sống luôn bây giờ. Ăn gỏi luôn. Xôi không? Đây trên bờ, ui nhiều lắm, mẹ này nhiều đấy, ui trên bờ bên kia kìa. Có kích nó không chạy ngược được.
Ui cái con gì dâu dài dài to nhỉ? Sặt sặt. Dâu dài đây này. Ui, siêu nhiều. Bán mẻ này siêu nhiều đấy. Anh cứ cua đi. Là em bật tê thôi. Thôi. Mau đệ hốt. Mau đệ hốt. Rồi. Lên. Lên. Lên lên lên. Ôi trời đây kìa. Nhặt 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 nhặt. Đấy một vớt của anh em mình được chừng này. Ôi được con rồi anh ơi. Đạt được mấy cái cỏ đấy. Bỏ sạch sạch đi. Ôi. Lưới kép ở đâu nhỉ? Lưới kép nhà mình có nhỉ? Lưới kép hỏng hết rồi mình. Hỏng rồi. Ở trên vào trong kho xem tìm xem anh chả biết rồi. Vào trong kho đựng củi của bọn em ấy có. Ra đi đi tung tung. Để tinh tinh nó quay mà. Quay ở đây đông quá lại đấy. Ở trên kia lại nhiều quá. Ở trên đấy. Bỏ đây kìa. Cho cái bèo đi vào ấy. Ừ đấy. Quay đặt đặt đi kìa. Ái da, làm vài con. Mấy con? Ba con. Mất con cái rồi. Nhanh phết đấy nhỉ. Con cái đi là sủng mất. Con cái to. Con cái nó có trứng mọi người. Bắt đầu nó vào đi. Chú kia ngồi dưới đây mà có cái vợt này mà úp nhé. Xế nào? Dày luôn. Ấy, được mấy con? Ba con. Vợt đâu, vợt đâu? Lưới không được đâu. Anh ơi. Đấy. Đấy, bốn con. Thấy chỗ nào nó để rạch cái là phi sang hớt. Mất. Ôi giời. À đây không? Có để được không? Ui, không ăn thua đâu, phải hớt như thế này này. Cây này nó ngắn quá. Trời. Ngắn thì đưa đây. Răng lưới. Không được đâu. Ui, không được đâu, phải hớt. Đấy, hớt đấy. Được con cái luôn. Được rồi. Quấn nhau để nó ở im. Ui, bắt dưới bên đây này. Đây này, ngay dưới đây. Đấy. Chết, được mỗi con bé. Ôi, lọt rồi. Lọt kìa. Lọt rồi. Cái nền nó đấy quá. Nó to quá. Đấy. Chỗ này vẫn chỗ đấy đấy. Tí nữa nó lại chuẩn bị dây chanh đấy. Đấy, một con vào rồi. Nó vào tận dưới, nó đéo ngược lên. Không ngược lên. Không ngược. Đạt ơi. Xuống đây chua đấy. Đấy, cua phát xuống đấy, xuống mấy con rồi, mẻ lưới đầu tiên, rồi
Bỏ đây, xuống đây mà bắt này. Vào đây không ngực nữa. Đây. Ấy, đấy nó bắt đầu xuống đấy. Bắt đầu xuống ác đấy. Đây chưa thấy nhiều à? Nó vẫn đầy cỏ nhỉ? Đầy cỏ. Nó được mấy? Ai? Nhiều phải đấy. À, cũng nhiều bắt tay thôi. Kìa trên tay Lâm còn có tao. Ủi thối phí. Ôi đấy. Ổn đấy, xuống. Mẻ này ổn hơn. Quấn cho nó xuống, quấn lại cái đít nó lại cho nó cái mẻ đấy nó không ra được, xua mẻ khác luôn. Hả? Xem nào. Nhìn như con chấm đen này nhỉ. Nhìn như chấm đen này nhỉ. Hả? Ổn đấy, xua hết cái xuống. Hai loại đại ca. Nhìn như một con chấm đen. Nó để được mấy con à? Ồ, con để ở trên đá màu bẩn. Ui, xuống rồi. Đấy, bịt nhưng hai bên này lại. Đang bịt. Nó bỏ bịt rồi. Đây anh Trung ơi, khua đi. Anh nước chân khua đâu bỏ à? Đấy, cái này nhóc nhóc nó lên thế này. Thế này anh em nhé, đây ba con thảo đây nhé. Đấy, cái này ngược lên cho. Cá to này. Ồ. Rồi. Tụt xuống này. Tụt. Đấy, buộc nó lại sỏ vào đấy, buộc lại không. Nó nhảy đâu. Nào, xuống đây. Đau chân canh rồi nhé. Đấy, đấy, phi xuống rồi, đấy, let's go, ui đấy, xuống đấy, đang xuống ác đấy. Chậm thôi, nó cắm bùn đấy. Chậm thôi. Chưa thấy xuống đâu. Đây. Đi chậm thôi, gần đến rồi, đi chậm thôi, nó bắt đầu nó lẩn bùn đấy. Đấy, bắt đầu một chỗ này, ui kìa. Mỏ, bắt đầu mỏ đây đi. Thò tay xuống mỏ. cũng được nhiều phết. Cái đít mẹ được có mẻ và mẹ đéo buộc đít. Bảo buộc cái đít vào chưa buộc đâu. Được không sao hết. Từ. Trời. Buộc cái đít nó lại buộc theo kiểu đấy dít ấy. Không buộc là được nhiều hơn đấy mà buộc là được ít hơn. Nó ra đầy, nó xuống hết chứ. Còn đấy dít. Không phải buộc thế. Dít đấy, quấn lại, vẫn luôn. Thế. Đấy. Đẩy cái thút nút nó xuống dưới đấy luôn. Bao nhiêu mẹ? Bao nhiêu cục sức? Trong này có 2 con. Nào bây giờ cho xuống tận dưới ấy. Đi xuống ơi, tao quảng thôi. Tao nước chân rồi, anh chị ơi. Đi. Đó sao cả? Tận dưới chỗ nào? Ấy, bóng. Bắt được nhiều chưa? Kia dưới bắt. À, đây là của đội bông bóng.
tổ đội bắt tay bong bóng. Mày làm gì đấy? Đây là con cá to nhất hồ thứ hai. Rồi vào kho. lấy vớt. Thằng anh ơi. Túm. Ôi, cá to. Lấy vớt. Kéo nó lên bờ. Nhắc nó lên bờ. Nhắc đầu kia. Kéo nó lên bờ, kéo. Cắm hồng. Chấm hồng. Ôi toàn đồ phi. Nhớ được mấy con rúi đấy. Mấy con rúi này. Mãi chẳng có cá xuống hết, à. Hết cá rồi mọi người. Bây giờ sinh ra cái kích hủy hoại môi trường quá. Anh em mình định dùng kích nhưng lại thôi. Ê con này này. Nó cần có trứng trắng này. Biết rồi. Con đấy là con đực. Đực sao con trứng? Đấy là tinh. Đi vào. Ui, đạp. Thì chảo nhá. Ui, nắng nữa thì lời thì thôi. Khả năng lại đi về đâu.